được chờ các bác. Buổi chiều Hà Nội, ngoại thành Hà Nội yên bình quá. Thời tiết đẹp, hơi lạnh chút các bác. Đấy, có cây để làm là nhất rồi các bác ơi. Các bác nhìn này, dưới cái cái nắng hoàng hôn này. Đấy, nắng hoàng hôn mà nó soi vào những cái dăm mà cái cảnh, đặc biệt là cây xanh này, thì các bác nhìn thấy nó phong tranh, nó thích đúng không? Đấy là cảm xúc của tôi là như vậy. Thì các bác thấy sao? Và bây giờ tôi sẽ chỉnh dăm cái cây xanh quê này cho ông anh. Ông anh mới gửi sang. Một cây thì già thì tuổi thì tôi chắc không xác định được, chỉ biết là nó rất là già thôi. Nhìn bệ bãi, nhìn nó già, nó chảy, nó trắng, nó chảy. Thì tuổi thì tôi cũng không xác định được. Đấy, chỉ biết nó rất là già rồi, rất nhiều chục năm rồi. Đấy, và tôi sẽ chỉnh lại dăm chút, bởi vì cái khí hậu bên anh ấy là chung cư nên là không được tốt. Tôi cho sang đây thì mình cũng chẳng chăm sóc tốt gì hơn đâu, nhưng mà cái khí hậu của mình nó ở thấp tầng và nó có mưa có nắng tự nhiên các bác, thì nó sẽ đỡ hơn. Rồi, đấy, lấy cái hoàng hôn làm nền và tôi sẽ chỉnh dăm cây này các bác nhé. Tối nay cũng sẽ có những cái cây mới tiếp theo để làm. Đấy, mùa Covid vẫn có cây để làm. Đấy, cây này tôi nói luôn là không phải cây của tôi các bác nhá. Đấy, ngay như này này, dầm riết này. Đấy, mắc thấy sao? Cục kịch chưa? Giật lục cục. Rồi, dựng máy lên và làm thôi.
Thời gian của bác đi. Vâng, các bác chính thức xong. Chỉnh râm bên này tưởng là nhanh mà không nhanh đâu. Đấy. Nhất là những cái cây yếu và lâu năm thì việc lấy râm nào bỏ râm nào thì thường là tôi lọc đi rất là nhiều. Thì dạ, những cái râm ngày xưa mình chơi được rồi thì bây giờ mình lại thanh thải đi. Đón những cái râm mới. Chỗ nào dày quá. Đấy, chứ không có nhất thiết là ngày xưa mình lấy những cái răm đẹp rồi thì bây giờ cố gắng mà giữ, nó không phải đâu. Tùy thời điểm ạ. Này, nhiều khi nó dày quá lại lọc thành thải đi. Đấy, sạch sẽ rồi, kể cả nhổ cỏ lúc kia rồi. Nhổ nhặt từng cái cỏ luôn rồi. Đấy, vẫn còn một cái chua me này. Rau chua me này, ngày xưa thời Trần Châu cất cỏ hay nhổ cái cây này ăn lắm, nó chua chua. Chua chua. Đấy, một cây rất già các bác nhé. Và hoàn thiện. Tuổi đời không xác định. Dáng rất đẹp, cao tầm chắc đến đây tầm 35 phân. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt lưng lên một cái máng cho nó tự hút nước lên cho nó khỏe. Hiện tại cây đang trồng đất Nhật, nó rất là khô. Mình thì tưới thường xuyên thì không tưới được rồi, cứ phải vã cây máng vào. Bonsai mà có cái máng nó hút nước lên thì tốt lắm. Kể cả mình có tưới nước phân nó trôi xuống nó lại hút lên. Đấy, không bao giờ nó đi phân nó chạy đi đâu được. Đấy, các bác nhé, chia sẻ các bác một cây xanh quê rất là đẹp. Rất đẹp, thụ, già. Thụ kể cả về mặt nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cổ thụ già và dáng rất thụ. Đấy, các bác. Chào đón những cái video mới tiếp theo các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.